Rồi, Trạng Bonsai Phú Yên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 1 tháng 9 em giao lưu cho anh em một số cái cảnh các loại gồm có hạ châu, bồ đờ, hồng quân ăn trái, trang rừng, trà phục kiến. Rồi, mà số 1 là một cây hạ châu nha mấy anh em. Cái này khá to nha. Cây mọc mọc cốt nha mấy anh em, tây cành già mịn hết nhé, cây đang trái nè. Cây dòng hạ châu lá tròn nha mấy anh em, dòng lá rất đẹp nè. Rồi em đo cái quanh gốc của nó là 39 nha, quanh thân lên đây là 15 cm nha, chiều cao tính từ mặt chậu lên đỉnh đọt là 75, ngang tàng là 70 nha. Cây này khá to nha mấy anh em, tây cành già mịn hết nha. Rồi cây hạ châu mã số 1 giao lưu cho anh em là 800 bao ship nha, 800 kè em bao ship cây hạ châu mã số 1 nha. Rồi qua mã số 2 là một cây trà phục kiến nha mấy anh em. Cây này một cốt hai thân co lách nè, cây co lách tự nhiên nha mấy anh em. Dòng trà phục kiến thì dường như là nó cho hồ về quá anh em nha. Cây tây cành cũng đã đi dây định hình hết rồi nha mấy anh em. Trái nè, trái này ăn được nha mấy anh em. Trà phục kiến trái này ăn rất ngon nha. Cây mọc cốt nè, bờ đớ khá to nha. Rồi em đo cái quanh là 33, chiều cao là 40 nha. Quần gốc 33, chiều cao 40, cây mọc cốt hai thân nha. Ngang tàng là 50 nha mấy anh em. Rồi cây trà phục kiến mã số 2 giao lưu cho anh em là 280 bao ship nha. Cây khá to nha mấy anh em, 280 bao ship. Rồi qua cây trà phục kiến mã số 3 cây này mọc cốt hai thân là có cái tử nữa nha mấy anh em, tây cành già mịn hết á. Rồi em đo cái quanh của nó là 30 nha, quanh gốc là 30 nha, chiều cao quanh gốc 30, chiều cao tính từ mặt chậu này lên tới đỉnh đọt là 29 nha, ngang tàng là từ bên đây qua bên kia cũng là 30 nha, chiều dài từ sau đây nè nó bây dài tạo trước là 50 nha mấy anh em. Cây này tây cành già mịn hết rồi nha. Cây thành phẩm này, trái nó nè nha mấy anh em, đang cho hồi cho trái nè. Trà phục kiến thì là cho hồ về với anh em luôn nha. Cây cục bi nha mấy anh em, tây cành già mịn hết rồi. Cây này thành phẩm nha anh em, giờ sang vô trong cái chậu đẹp là ok nha mấy anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 320k bao ship nha, 320 em bao ship cây trà phục kiến mã số 3. Rồi về cây trà phục kiến mã số 4, cây chăn rửa nè nha mấy anh em. Cây trà phục kiến cây chăn rửa nè, cây chăn rửa dáng trật nha. Em đã có quanh gốc của nó là 27, quanh thân là 10 cm nha, chiều cao là 35, ngang tàng là 30 nha. Cây này tây cành cũng mịn hết nha mấy anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 200k bao ship nha, 200 bao ship. Bên em là chậu xi măng là không có ship nha, anh em nào lấy là em đẹp chậu bao bao cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi qua mã số em là một cây hạ châu. Cây này dáng trật nha mấy anh em, cây trật rớt với nhân này, trật rớt với nhân, tây cành rồi là mịn hết đấy nha mấy anh em. Cây được làm mà vô dây mịn hết rồi nha, cây bờ đớ nè, cây dáng trật, cây cốt to nha mấy anh em. Rồi em đo cái quanh này là 16 cm nha, quanh thân này nha mấy anh em, 16 cm, chiều cao tính từ mặt chậu nè lên tới đỉnh đọt là 80 nha, chiều cao là 80. Tàng ngang từ bên đây qua bên đây là 48 nha mấy anh em, quanh thân 16, chiều cao 80, ngang tàng là 48. Cây khá to nha anh em, cây này cốt giang trực nha, cây cốt to nha anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 500 bao ship nha, 500k bao ship cây hạ châu mã số
mã số nem nha. Nem trên ke em bao ship. Rồi qua mã số 6 là một cây mini nha mấy anh em, cây mini bò bang này. Cây này được trồng từ hạt lên nha. Được chọn giống dòng lá này. Cực kỳ đẹp nha. Quả sai nha mấy anh em. Cây được ôm đá nha, bộ đớ khá to nha. Em đo cái quanh gốc của nó là 30, quanh thân 6 cm nha, chiều cao là tính từ mặt chậu này lên đỉnh đọt là 43. Cây này đã thân chậu nha mấy anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 350 em bao ship nha, 350k bao ship. Cây này tàng thiên nhiên nha mấy anh em, cây tàng thiên nhiên 350 bao ship. Cây này anh em nào lấy là em ship cả chậu đây luôn nha, cây được thân chậu lâu năm nha. Rồi qua mã số 7 là một cây trang rừng nha mấy anh em, trang rừng cái ghép nè, trang rừng ghép trang sen nha, ghép thành công nha mấy anh em. Cây dáng đổ nè, co lét. Cây này là có cái co đổ tự nhiên nha, đổ co lét rất ngờ thật nha mấy anh em. Này cây này là lét rất là ngờ thật nha. Rồi em đo cái hoành thân đây nha, hoành thân là 9 cm nè, hoành thân 9 cm. Cái co đổ nó từ trên đây nó rớt xuống ở dưới cột rừng đây nha mấy anh em là 35. Tầng đổ này, từ cái co đây này, nó rớt xuống dưới đây là 35 nha. Cục rừng là 35 nha mấy anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 220 bao ship nha, 220k bao ship cây trang, trang rừng ghép trang sen nha. Rồi qua mã số 8. Số 8 là một cây hải châu sông cầu nè. Cây này cốt cũ của nó một cục luôn nha, cây cốt lung lật nha, tây cành mịn hết rồi nha. Rồi em đa cái quanh gốc là quanh gốc là 18 cm nha, quanh gốc 18, chiều cao 20 nha, ngang tàng là 30. Quanh 18 nha, chiều cao 20, ngang tàng là 30. Rồi 250 em bao ship nha, 250k bao ship cây hải châu mã số 8 nha. Rồi qua mã số 9 là một cây hồng quân ăn trái nha. Cây này tây cành rồi là ok hết nha anh em. Cây sống khỏe quá, đã quán một nước dây định hình nha. Rồi em đo cái quanh là 19 cm, chiều cao là 53. Quanh 19, chiều cao 53. Quanh 19, chiều cao 53. Cây đã sống khỏe nha anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 250 bao ship nha, 250k bao ship cây hải châu, cây hồng quân ăn trái mã số 9. Rồi qua mã số 10 là một cây bồ đờ đọt đỏ nha anh em. Này dòng bồ đờ đọt đỏ này, cây cốt luôn lật cốt to nha, cây già rất già nha anh em. Cây cốt luôn lật khá to nha. Cây được vô chậu ok hết rồi nha anh em. Rồi em đo cái quanh là 85. Quanh gốc là 85 nha, chiều cao là 60. Quanh 85, chiều cao 60, cây rất già nha. Rồi giao lưu cho anh em là 900k bao ship nha, 900 em bao ship. Cái này anh em nào lấy là em ship cả chậu luôn nha, 900k bao ship. Rồi qua mã số 11 là một cây hải châu biển đảo sông cầu nha. Cây dòng lá này, lá búp đều hết nha mấy anh em. Dòng biển đảo này, dòng lá búp. Nó sấn cái đều lại hết nha. Cây này đang cho quẻ nè, đang phun hoa và đậu quẻ nha, quẻ đang đậu hết nha mấy anh em, quẻ chùm chùm luôn nha. Đây nha, đang đậu quẻ chùm chùm nha mấy anh em. Cây một cốt rửa nơm nè, tàng thiên nhiên nha, một cốt lên tàng thiên nhiên nha. Bộ đứa nè, rồi em đo cái quanh là 50 nha, quanh gốc 50, chiều cao là 65, tính từ mặt chậu lên đỉnh đọt là 65, ngang tàng là 55 nha. Chiều cao 65, ngang tàng là 55. Cây đang đậu trái rất sai nha mấy anh em. Và trái dòng này là trái nè,
rất to nha, trái như dùng bì luôn nha mấy anh em. Dòng lá là anh em khỏi phải ban nha, phải đang bắt đầu phun hoa và đậu què rất sai nha. Dòng hạt châu biển đảo sông Cầu. Rồi giao lưu cho anh em là 650k bao ship nha, 650 em bao ship cây hạt châu mà số 11. Rồi video của em đến đây là kết thúc, anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nha. Rồi chào anh em.